Wow, Binet ơi, Binet hôm nay Binet chuẩn bị cho Halloween phải không? Rồi mặc trang phục Halloween rồi, đây là trang phục gì vậy? Phù thủy phải không? Dạ. Hay là macaron? Macaron hả? Cái này giống phù thủy quá, phù thủy có cái chổi nè. Bay sao rồi, bay ngược rồi. Chổi ngược rồi. Wow, một mũ phù thủy đây, phù thủy bay sao đó? Bay vậy đó hả? Ôi, phù thủy rớt nón rồi. À, rồi, phù thủy sắp vào nhà hả phù thủy? Bây giờ phù thủy trang trí nhà đi, bằng mạng nhện nha. Và các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ trang trí nhà cho Halloween nha. Đây là những cái mạng nhện đấy. I'm gonna play teamwork. Rồi, bây giờ chị Bina và bé Bina sẽ trang trí ở phía trước cái nhà. Chúng ta sẽ làm mạng nhện thôi. Đó, mạng nhện trên cây luôn. Rồi, được không Bina? Bina đang cố gắng lấy lưới nhện ra. Rồi, được chứ Bina? Kéo xuống. Đúng rồi, chúng ta sẽ giăng lưới nhện ở đây luôn. Đẹp quá. Đến bên cây luôn. Rồi lưới nhện đã xong rồi. Bây giờ chúng ta thiếu chú nhện nữa thôi. Bây giờ Binet chúng ta hãy vào nhà làm nhện đi nhé. Rồi để làm chú nhện thì chị Binet đã cần một cái ít giấy nhôm. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Chúng ta sẽ lấy một ít để làm phần thân. Rồi cái miếng to này để làm phần thân. Và chúng ta cần có 4 cái miếng nhỏ để làm cái 8 cái chân. Một, hai. Rồi bây giờ chúng ta đã có 5 miếng nhôm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần thân trước nha. Phải vò nó lại. Làm cái phần thân chú nhện chúng ta phải vò lại nha các bạn. Chị Bi Đỡ sẽ làm một chú nhện thật to. Do đó chị Bi Đỡ sẽ dùng thêm nhôm. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào đây. Và cứ vò lại như thế này. Chúng ta sẽ tạo hình cái thân. Rồi chúng ta được cái thân nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái chân. Chị nó cầm phần thân đi. Chị Bi Đỡ sẽ làm cái chân. I don't know how to do it. Give me a minute. That's too long. See? That's the small one. Put these on there. This is the longest one. Rồi các bạn, bây giờ chúng ta đã có 8 cái chân rồi. Và chúng ta chỉ đặt cái phần thân vào chính giữa thôi. Này các bạn hãy xem chị Bi Đỡ cách đặt cái phần thân nha. Let's make a Freddy spider. Đúng rồi, chúng ta sẽ làm chú nhện thật là to luôn. Đây, cái phần thân đây. Các bạn sẽ bẻ cho nó dẻo xuống như thế này. Và chúng ta chỉ việc. Đó. Chúng ta sẽ đặt cái phần thân xuống. Rồi, chúng ta sẽ ép cái phần bụng lên như thế này. Và làm sao mà cho nó giữ chặt được 4 cái, 8 cái chân. Hả? Like Mr. Skinny Legs. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cố gắng tạo cái phần đầu cho nó tròn ở đây. Cái phần mình thì nhôn lên một chút. Chúng ta chỉ bẻ như thế này thôi. Hả? Rồi bây giờ chúng ta chỉnh cái phần chân lại. Hai. That's not a body spider anymore. 4, 5,
Sao? You don't want to look at that. Look at that. That's a really big spider. That could scare me. Một chú nhện thật là to. Yeah. Wow, chú nhện thật là to, Happiness. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một số nữa rồi gắn lên cái mặt nhện hồi nãy nhé. Rồi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục một con nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta đã có hai con nhện để trang trí rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đem ra sân nha. Rồi bây giờ bạn Minus sẽ để lên mặt nhện ha. Wow. Mụ phù thủy ơi. Rồi bỏ chổi xuống đi. Wow, có dính hay không? Dính dính lên mặt nhện rồi các bạn ơi. Được rồi. Rồi một con nữa Minus gắn phía bên đây đúng rồi. Đẹp quá. Rớt rồi. Rồi được rồi đó Minus. Wow, đẹp quá. Vậy là chúng ta có hai chú nhện. Let's make the last one.